Sau khi cơn lũ dữ đi qua, tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, công tác khắc phục hậu quả đã nhanh chóng được chính quyền địa phương triển khai để sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Nằm đúng dòng lũ dữ, trại cá nước lạnh của gia đình anh Phan Thế Quế bị cuốn trôi toàn bộ. May mắn lúc cơn lũ đi qua, mọi người đều ở nơi khác nên thoát nạn. Thế nhưng, gần như toàn bộ tài sản của gia đình anh Quế thì đều bị trôi theo dòng lũ. May mắn là không thiệt hại gì. Như thì gọi tài sản thì gồm một cái nhà sàn với lại 11 bể cá, mất hết không còn gì, trôi sạch. Thật sự là cũng rất là đau xót, thì cũng thiên tai thì cũng không biết làm thế nào, may mắn là còn người là may mắn rồi. Thấy lũ vào ai để bảo hai đứa con chạy đi, hai đứa con chạy sang bên một tí, chui hết ao đây, chính ao nhà mình ở dưới này. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, bên cạnh thiệt hại về người, trận lũ cũng gây thiệt hại 12 ngôi nhà, gần 100 hecta lúa, gây sạt lở nhiều tuyến đường, ước tính thiệt hại trên 200 tỷ đồng. Ngay sau khi trận lũ xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai các công tác khắc phục hậu quả, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ và nhân dân tìm kiếm người mất tích, đồng thời hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa. Hiện nay thì đã huy động một lực lượng gần 300 người để tổ chức tìm kiếm ở trên địa bàn của xã Liên Minh đối với lại các cái trường hợp bị mất tích. Và cái thứ hai là tổ chức động viên thăm hỏi những cái hộ gia đình mà hiện nay đã có người bị thương vong trong cái trận lũ cuốn này, thống kê các cái thiệt hại. Trong đó thì tập trung vào một là cơ sở hạ tầng, thứ hai là các cái hạ tầng kinh tế, đặc biệt là các cái cơ sở nuôi cá thủy sản của các hộ dân. Cùng với việc triển khai công tác hỗ trợ, tỉnh Lào Cai cũng đang rà soát lại các cơ sở hạ tầng cũng như khu vực có nguy cơ sạt lở, khẩn trương di dời những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Với tinh thần nhanh nhất, quyết liệt nhất, tỉnh Lào Cai đang tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân.